Người ta nói nhiều về cuộc đối đầu trong giả tưởng giữa Messi và Cristiano Ronaldo ở World Cup 2022. Nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha về nhà trong những giọt nước mắt. Người hâm mộ lúc này sẽ chứng kiến cuộc so tài tay đôi gần như cuối cùng giữa Modric và Messi, hai trong số những cầu thủ hay nhất thế giới trong một thập niên qua. Real Madrid có thể gặp PSG tại Champions League vài tháng nữa, nhưng không ai đảm bảo được Modric hay Messi còn giữ được phong độ đỉnh cao như lúc này hay không. Thêm vào đó, cạnh tranh ở World Cup trong màu áo đội tuyển quốc gia luôn giàu ý nghĩa biểu tượng hơn. Lần đầu tiên Messi và Modric gặp nhau là khi nào? Đó không phải là World Cup 2018, cũng không phải trong khuôn khổ trận El Clasico. Modric và Messi đối đầu lần đầu tiên trước World Cup 2006, khi Croatia đã giao hữu với Argentina vào tháng 3 năm đó. Modric ở tuổi 20 chơi trận đầu tiên cho đội tuyển quốc gia. Messi trẻ hơn Modric 2 tuổi, có trận thứ 6 cho Argentina. Anh vốn ra mắt đội tuyển quốc gia từ tháng 8 năm 2005. Nhưng phải đến khi gặp Croatia, Messi mới ghi bàn thắng đầu tiên cho La Albiceleste. Đó là một pha lập công kinh điển của Leo. Với mái tóc dài, lưng mang áo số 19, Messi đi bóng từ cánh phải, rẽ vào trong và thực hiện động tác cứa lòng quen thuộc. Bên ngoài sân xanh Jacob Park, Thụy Sĩ, vài cổ động viên mặc áo in số 19 của Argentina và Barcelona ăn mừng cuồng nhiệt. Họ có lẽ không ngờ rằng 16 năm kể từ lần chạm trán đầu tiên, hai cầu thủ trẻ tuổi sẽ lại hẹn nhau ở bán kết World Cup. Đây khả năng cao là kỳ World Cup cuối cùng của Messi lẫn Modric. Họ trải qua một sự nghiệp đổ sộ và nhiều vinh quang. Modric chơi 160 trận đấu cho Croatia, một lần giành quả bóng vàng và 5 lần vô địch Champions League. Messi cũng chơi 170 lần cho Argentina và 7 lần giành quả bóng vàng. Ở tuổi 37, Modric thổ lộ ý định giải nghệ trong màu áo Real Madrid vào mùa trước. World Cup 2026 chắc chắn quá sức với tiền vệ Croatia. Với Messi, kỳ World Cup tại Bắc Mỹ 4 năm tới cũng chưa nằm trong dự định của siêu sao người Argentina. Anh còn chưa biết tương lai mình sẽ ra sao khi kết thúc hợp đồng với PSG vào cuối mùa này. Về lại Barca, tiếp tục thi đấu tại Pháp hay sang MLS với lời hẹn cùng David Beckham. Không ai biết Messi nghĩ gì, chỉ có một điều chắc chắn. Leo biết tuổi tác của bản thân và sẽ không tranh đấu để được ra sân tại World Cup 2026. Những người theo dõi Messi trong thời gian qua tin rằng nếu Argentina vô địch World Cup 2022, Leo chắc chắn sẽ từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Messi đang có cơ hội lớn để khép lại sự nghiệp trong màu áo Argentina theo cách đẹp nhất. Trong số 4 đội tham dự vòng bán kết World Cup 2022, thống kê từ máy tính Opta chỉ ra Argentina có tới 37,8% cơ hội vô địch, chỉ kém Pháp 40,19%. Croatia có 13,16% cơ hội vô địch dù đã vào đến bán kết. Maroc thậm chí chỉ có 8,85% cơ hội nâng cao chiếc cúp vàng. Những dự đoán đầy lý tính kể trên không khiến ai ngạc nhiên. Argentina và Pháp là hai đội bóng mạnh nhất giải đấu đến thời điểm hiện tại. Nhưng bóng đá luôn là câu chuyện của những biến số và khoảnh khắc bất ngờ. Modric chắc chắn không quan tâm đến xác suất của máy tính. Croatia thậm chí đã đánh bại Brazil, đội được cô máy đánh giá có xác suất vô địch cao nhất trước tứ kết. Đội bóng vùng Balkans là thử thách khó nhằn nhất của Argentina từ đầu giải. Messi có thể là cơn ác mộng với nhiều đối thủ trên thế giới bóng đá, nhưng danh sách đó không có tên Modric. Chỉ tính trong khuôn khổ các trận El Clasico, họ đụng độ nhau 22 lần, với Messi thắng 8, còn Modric thắng 9. Lúc Messi sang Pháp thi đấu, Modric cũng gieo sầu cho đối thủ người Argentina. Khi cùng Real Madrid thắng PSG ở vòng 16 đội Champions League mùa trước. Tại cấp độ đội tuyển quốc gia, Modric và Messi đối đầu nhau 3 lần, với 2 chiến thắng thuộc về cầu thủ Croatia. World Cup 2018 chắc chắn là giải đấu đáng quên của Messi trong màu áo Argentina, với trận thua Croatia 0-3 là một trong những điểm nhấn. Trên đất Nga, Croatia với lối chơi tập thể đã đánh bại Argentina rời rạc và chỉ biết trông chờ vào siêu sao. 4 năm sau, mọi thứ khác với La Albiceleste. Họ có một vị huấn luyện viên mới, Lionel Scaloni, nhiều cầu thủ mới và quan trọng nhất là một đội bóng chơi tập thể và được xây dựng để phát huy tốt nhất tài năng của Messi. Siêu sao của PSG là một trong những cầu thủ hay nhất giải đấu ở cả khía cạnh ghi bàn lẫn kiến tạo. Đường kiến tạo không cần nhìn đồng đội của anh ở tứ kết với Hà Lan hay hai siêu phẩm vào lưới Mexico
và Australia minh chứng cho điều đó. Đây cũng là kỳ World Cup chứng kiến một Messi giận dữ hiếm thấy trên sân cỏ. Anh ra mặt gây hấn với trọng tài, đáp trả huấn luyện viên đối thủ và thậm chí buông lời khiêu khích người khác ngay trên sóng truyền hình. Messi đã trở thành Maradona phiên bản mới theo cách người Argentina hằng mong muốn. Họ tin rằng chỉ khi liều bộc lộ khía cạnh xấu xí và trở thành kẻ phản diện trong mắt các đối thủ, La Albiceleste mới có thể vô địch World Cup. Croatia vẫn vậy, họ vẫn chơi bình thản và ung dung như cách Modric kiểm soát bóng. Trước trận đấu, anh khen ngợi Messi. Messi là cầu thủ hay nhất của họ và chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn để ngăn cản anh ấy. Tiền vệ của Real Madrid không học theo những người Hà Lan khi cố khiêu khích và hạ thấp đối thủ trước trận. Đó có thể là một chiến thuật khôn ngoan hơn. Leandro Paredes nói sau trận tứ kết, khi Messi tức giận, anh ấy rất nguy hiểm. Modric hiểu điều này hơn ai hết. Tiền vệ 37 tuổi thừa biết đối thủ sắp tới của anh không thân thiện như vẻ bề ngoài. Trong lễ trao giải quả bóng vàng 2018, Modric thậm chí ám chỉ Messi thiếu tôn trọng mình khi Leo từ chối đến dự lễ trao giải. Thật không công bằng cho các đồng nghiệp. Có vẻ như những giải thưởng như vậy chỉ có giá trị với các cầu thủ này, Messi và Ronaldo, nếu họ tự giành lấy nó. Modric nói, người ta hay nói rằng sự ích kỷ và ám ảnh thành công là chất liệu giúp Messi và Ronaldo duy trì được vị thế đỉnh cao trong thời gian dài. Modric là một trường hợp khác khi những bàn thắng và các con số thống kê không bao giờ nói lên hết giá trị của anh. Tiền vệ người Croatia thi đấu vì tập thể và có lẽ vì thế 4 năm trước anh không hài lòng khi chứng kiến sự ích kỷ của Messi trong lễ trao giải quả bóng vàng. 4 năm trước, Leo có lẽ đã ganh tị khi thấy Modric trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Bán kết World Cup 2022 là sân khấu quá bé nhỏ với tầm vóc của Messi và Modric, nhưng vinh quang không dành cho tất cả.